Chúa là đứng thắng để vượt khen. Amen thưa hội thánh. Amen. Tình yêu thương của Ngài luôn đồng cùng trên đời sống của chúng ta và không bao giờ Ngài lìa bỏ chúng ta. Ngài cũng đã nói rằng chỉ cần một con chiên đi lạc khỏi đàn thì nhất định Ngài cũng sẽ đi tìm con chiên mang về. Và khi một con chiên mang về được, khi một con chiên trở về nhà thì cả thiên đàng mừng vui. Amen thưa hội thánh. Tình yêu thương của Ngài dành trên đời sống của chúng ta không một điều gì có thể kể xiết được. Ngài luôn kêu gọi, Ngài luôn mời gọi đời sống của mỗi người chúng ta bước đi theo Ngài. Như khi xưa Ngài đã kêu gọi Phi-e-rơ, hãy theo ta, ta sẽ giúp cho ngươi trở nên tay đánh lưới người. Thì Phi-e-rơ liền đi theo Ngài. Cũng một thể ấy, Ngài gặp Ma-thi-ơ và Ngài nói rằng hãy theo ta, thì Ma-thi-ơ cũng liền đi theo Ngài. Amen không thưa chị em? Thưa quý hội thánh, khi đi cùng Ngài, Ngài là đứng ở cùng trên đời sống của chúng ta. Không có bất kỳ một điều gì chúng ta còn phải lo lắng. Ngài là đứng chu cấp, gìn giữ, bảo vệ và chúc phước trên đời sống của chúng ta khỏi bất kỳ một tai họa nào xảy ra trên đời sống của chúng ta. Amen. Nguyện xin giờ phút này đây, tất thảy trên đời sống của mỗi người chúng em, tất thảy trên đời sống của chúng ta sẽ có sự đi theo Ngài một cách trọn vẹn, không nghi ngờ, không hoài nghi và vâng phục tất cả những lời mà Ngài kêu gọi trên đời sống của chúng ta. Amen thưa anh chị em. Và giờ phút này đây, xin mời mỗi hội thánh chúng ta hãy cùng nhau đến với Chúa ngay giờ phút này trong sự cầu nguyện. Chúng ta hãy cùng nhau tra xét lại trên đời sống của chúng ta liệu có còn một điều gì đó chúng ta vướng bận, chúng ta băn khoăn, chúng ta hoài nghi. Vâng lời Chúa, hãy trao phó tất cả mọi mệt mỏi, hãy trao phó tất cả mọi gánh nặng, hãy trao phó tất cả mọi buồn phiền trong bàn tay của Ngài. Và hãy tìm kiếm Ngài trước hết, trước khi tìm kiếm bất kỳ một điều gì ở trên thế gian này. Và tôi tin chắc chắn rằng ngay giờ phút này đây, không cần biết hội thánh, những người chúng ta đang ngồi đầu hay ngồi cuối, thì sự bao phủ với thánh linh của Ngài và tình yêu thương của Ngài vẫn sẽ luôn ở cùng trên đời sống của mỗi người anh chị em ngay giờ phút này đây. Amen Chúa ơi, tôi xin tạ ơn Ngài. Chúa ơi, con xin trao phó thì giờ chúng con nhắm mắt lại trong bàn tay của Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh của Ngài ở cùng trên đời sống của chúng con. Và khi Ngài kêu gọi, hãy theo ta, con cầu xin Ngài hãy đặt để trong tấm lòng chúng con sự trọn vẹn bước đi theo Ngài và không nghi ngờ bất kỳ một điều chi. Chúa ơi, con xin dâng phó đời sống của chúng con trong bàn tay của Ngài. Chúa ơi, thì khi xưa Ngài đã kêu gọi những môn đồ của Ngài thế nào thì con cầu xin Ngài cũng hãy đặt để trong tấm lòng chúng con sự vâng phục đi theo Ngài thế ấy. Chúa ơi, con xin tạ ơn Ngài. Chúa ơi, đừng để chúng con muốn bận bất kỳ một điều gì ở thế gian này. Hãy giúp cho chúng con sẽ luôn tìm kiếm và hướng đến Ngài trên đời sống của chúng con. Vì điều phước hạnh nhất trên đời sống của chúng con đó chính là chúng con nhận biết Ngài là Cha, là Chúa, là Chủ trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, con xin tạ ơn Ngài. Chúa ơi, con xin trao phó thời giờ này trong bàn tay của Ngài, con xin trao phó dân sự của Ngài trong bàn tay của Ngài. Chúa ơi, con cầu xin Ngài hãy động chạm trong tấm lòng chúng con ngay giờ phút này đây. Chúa ơi, con xin tạ ơn Ngài. Hallelujah, Chúa. Thank you.
100, đoạn số 12, câu số 28, cho đến câu số 31. Xin Luca, đoạn số 12, câu số 28, đến 31. Xin mời Thánh, chúng ta sẽ cùng nhau khởi sự. Thân trẻ đi đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài ngay sống hoang bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặt trời ấy, huống chi là các ngươi. Vậy các ngươi là người tỉnh giống đồ ăn uống, cũng đừng có làm lo lắng vì mọi sự đó. Các dân ngoại ở phía xa vẫn thường tìm, và cha các ngươi cần mọi sự đó rồi. Nhưng thẳng các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. Amen. Xin mấy chị em chúng ta hãy cùng nhau thờ phượng Chúa tiếp lời thứ ba của bài hát Hãy Theo Ta. Ôi Chúa, chúng con muốn nói với Chúa rằng hỡi Chúa, buổi sáng nay với hết lòng mình nở, chúng con có mặt
khắp cả khỏi vũ trụ này, Chúa ơi. Nguyện sáng nay, hết thảy chúng con ai nấy được tự do bởi dòng huyết báo của Chúa Giêsu Christ. Nguyện mọi tội lỗi chúng con được Chúa tha, và chúng con không còn điều chi nhớ nhờ chúng con với Ngài cả, bằng để chúng con được kéo đến gần với tấm lòng của Chúa, lắng nghe được tình yêu của tấm lòng của Ngài, lắng nghe được sự nhớ đời của Ngài, và nhìn biết được quyền năng của Ngài trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn nói với Chúa rằng sáng nay, hỡi Chúa, hôm nay chúng con ở đây đã về mà không ra cả của Chúa mà không kinh nghiệm Ngài tụng giảng, nhưng Chúa, chúng con sẽ nói với nhau và nói với những người xung quanh chúng con rằng quả là sáng nay Đức Chúa Trời chúng con đã thấm biến nhân sự Ngài, và chúng con đã ơn Ngài, và sự vinh hiển của Chúa được trói lòi ra, miệng vinh hiển của Ngài được bày tỏ ra, và nhân Đức Chúa Trời cũng công bố rằng sáng nay bởi ơn và quyền năng của Chúa mỗi bệnh tật của chúng con được chữa lành trong ơn và quyền năng của Ngài, và sự tổn thương của tấm lòng chúng con được chữa lành trong tình yêu thương của Ngài, và chúng con sẽ kinh nghiệm rằng chúng con được mặc đối mặt với Chúa, chúng con được đơn Chúa đến mức đơn nhất, và được giảm vào Ngài, và được Ngài giảm vào chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện vinh hiển, quyền năng, ơn nghi được thuộc về Chúa, và sự bày tỏ quyền năng ơn nghi đó được bày tỏ chúng con một sáng mai. Chúng con tạ ơn Chúa. Một lần nữa con cũng trình dâng hỡi Chúa ban ngày trên tòa phượng, ôi ban ấm nhà trong tay của Chúa. Ngày sáng nay chúng con nghe được những âm hưởng đến từ thiên đàng, và nguyện những nghi thức âm nhạc sẽ tuôn tràn ra những tiếng đàn của David, để nó sự giải cứu lớn lao cho chúng con, và sự sức giàu của Chúa trên diễn giả trên cả thảy chúng con. Chúng con tạ Ngài, chúng con trình dâng tới giờ sáng nay cho sự oai nghi, cho sự vinh hiển, cho sự tôn cao danh Chúa và lòng của nhau trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh em một câu kinh thánh rất là quen thuộc ở trong Giăng đoạn 4 câu 23. Chúng ta đã thuộc thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc chung. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng ta, đây đó là những kẻ thờ phượng mà Cha yêu thích vậy. Amen. Có thể những gì chúng ta nghe buổi sáng ngày hôm nay, đang khi ban nhạc họ đàn, chúng ta nghe có lẽ đó chỉ là cảm xúc, đó chỉ là một điều gì đó thuộc về thực thể, và thật khi chúng ta thờ phượng Chúa bằng chính tấm lòng của mình bằng đại thần, chúng ta hãy nhận lấy điều đó với tấm lòng thờ phượng Chúa. Chúng ta hãy nhận lấy điều đó với tấm lòng chúng ta ước ao và khát khao thờ phượng Ngài. Và hồi thánh Chúa mà nói rằng Chúa Ngài tìm kiếm những con người thờ phượng tâm linh và lẽ thật. Chúng ta đừng có nghĩ là vì buổi sáng hôm nay là ngày chủ nhật nên tôi phải đi để thờ phượng, mà hơn một tháng chúng ta đến tại đây bởi vì chúng ta muốn được thờ phượng này, chúng ta muốn được lời khen này bằng từ tấm lòng của mỗi một chúng ta ở tại đây. Không có bất cứ một người nào có thể tác động đến một chúng ta, chỉ có tờ tâm linh chúng ta có thể đến được với Chúa thì Ngài lại đến. Nghĩa là thân đến ai thờ được Ngài thì phải đến tâm thần lấy thờ. Vậy hãy tâm lấy tâm linh của chúng ta, lấy tâm lòng chúng ta thờ phượng Chúa, thờ phượng Chúa. Amen. Tại vì có để ý quá cái ban nhạc họ sẽ làm như thế nào, họ sẽ đánh đàn như thế nào, và chúng ta hãy để tâm lòng của mình hãy hướng về Chúa, chúng ta ngợi khen Ngài chúng ta. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta có thể trải lòng mình ra trước mặt Chúa. Chúng ta có thể đến với Chúa. Chúa, sẵn sàng đã thấy tất cả mọi sự vi phạm của chúng ta. Chúa đến xưa ngày đã chết ở trong thành tự giá. Hãy nói với Chúa, hãy tốt lộ về cớ tội lỗi của mỗi một chúng ta. Hãy chỉ dùng như đó và làm sao tất cả mọi sự vi phạm của chúng ta. Và ngay giờ này đây chúng ta đã muốn có người được gọi là những người con mình trước mặt Chúa. Và hãy đến cho con mình, đại diện của Chúa, đại diện của Chúa với tâm lòng. Bên ngoài Jesus.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.